Chị Định giỏi ghê luôn á. Giỏi tím. Đỏ. Giỏi. Nói sao? Nói sao kìa, nói sao kìa. Châu. Giỏi. Đợi nhắc không? Giỏi. Đợi nhắc không? Quay ra chữ rồi nó đọc ra chữ trước. Tên. Cam. Táo. Táo hả? Đây đi. Hay quá ghê. Nho. 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 Hay quá. Xoài. Xoài. Ôi xoài nghe thương không? Chuối. Chuối. Thấy TV vẫn thấy nó. Cà cao. Cà cao. Cà cao. Mận cầu á. Cam. Cao. Đại đào. Đại đào. Đèo đèo. Hay giỏi quá. Giỏi ghê đời luôn. Một. Giỏi. Hai. Giỏi. Hai. Trời ơi. Ôi biết hay ta. Ba. Giỏi. Ôi, giỏi quá. Bốn. Bốn. Giỏi. Giỏi quá. Năm. Năm. Giỏi. Sáu. Sáu. Giỏi. Hay quá. Bảy. Hay giỏi. Quá. Chín. Tám. Hay quá. Giỏi. Chín. Giỏi quá. Giỏi. Mười. Hay, vỗ tay lên. Vỗ tay lên, vỗ tay lên cho nó khoái. Bài hay quá. Anh ngồi chút tới đó anh chúc anh. Cưng. Chút tới đó đó. Ừ. Quên anh. Xe đạp. Đọc và thế cưng. Cưng. Hay quá. Giỏi quá. Gì vậy? Xe hơi. Cáo.
tiếng. Chào. Giỏi đó tàu. Cái gì? Cú cá. Cú cá. Cú cá. Sushi. Taxi. Taxi. Giỏi. Đấy à. Ê, hay quá. Giỏi. Giỏi, giỏi quá. Chi. Giỏi quá. Quay. Đi. Giỏi. Y. Giỏi luôn. À. Giỏi luôn. Hết. Chi. Chi. Hết. Giỏi. Hay quá. Giỏi. Cháu và Phạm hay quá. Chê. Chê đó, ừ, chê đó, biết đọc chê thấy không? Chê. Giỏi. Wow, khê nữa chứ. Âu. Giỏi. Ồ, ồ. Giỏi. Em nữa chứ. Em à. Em. Âu. Giỏi quá. Phi. Giỏi quá. Giỏi quá. Trời ơi, nó còn thuộc hơn bà nội nữa. Cung. À. F. Nó cũng nói, nó nói chữ đó đó mà tại nó không thành. Trời ơi. O. U. V. Giỏi quá. Chú chú. Double U. Double U. Sờ, nó nói chữ sờ đó. Giỏi quá. Nó nói chữ sờ đó. Nó nói theo kiểu đi. Wow, trời ơi, thuộc hết chữ cái luôn. Chứ là biết chữ, biết hình, biết màu đó. Hai chục quá. Wow. Hai chục chữ. Dữ vậy ta, trời ơi, mới 2 tuổi hả? Giỏi quá. Đọc nữa không? Thích lắm, nó thích lắm. Giỏi quá. Đọc mà vỗ tay nó thích lắm. Chỉ nữa nha.